Sang đây là cô gái của chúng ta. À, Sơn bị đau chân, đá bóng bị đau chân không đi được cả nhà ạ. Vậy làm sao mà đi cho tiết được? Mai nó dẫn mày đi. Sơn bị đau chân. Cái gì đó vậy? Dạ. À, còn uống coca hả? Ok, còn ngồi đi, còn la đi rồi là ba làm coca cho. Chị ơi, cho ly coca đi chị ơi. Dấu hay gọi cho một cái nước gì đó được không? Okay. Ui, cầm kia nghe. Làm đi. Ăn lưỡi. Wow. Cái gì đây? Thay đổi với bác ơi. Ngôn ngữ mới luôn. Mời cả nhà ăn tối nha. Ơi, còn sao? Không có được chơi nha. Ờ, không được chơi hả? Mẹ đánh đứt hả? Không được chơi đâu. À, không được chơi, mẹ đánh đứt đúng không? Con chơi một cái thôi, không được chơi đúng không? Gấp gấp mấy cái phần ngoài đây xuống đi. Ừ, phân ra là đó. Ừ. Cả nhà, mời cả nhà dùng tối nha. Trời ơi, mời cả nhà ăn tối. Đúng rồi, bắt đầu là. À, chú ơi, cho thêm vài lon coca với lại tẩy đá thôi đấy ạ. Cho mấy lon coca đi. Cầm lấy quà ném lên lấy coca cho con. Một bên hướng nội. Một bên hướng lụt, bên hướng nội đúng không? Dạ, mời cả nhà mời tối nha. Mời cả nhà ăn tối với lại các anh chị em ở đây nha. Mì nấm đang lắm. Cắp cho chú Hùng miếng đi à. Đừng ấy vô ca vô. Bạn nào, bạn xe bạn về bạn đang hình à? Đang hình à? Đang hình nè. Đi vào cả nhà nhá. Lấy mấy cái bình về nha mày. Cả nhà đây, cả nhà thấy gì đây không? Có thấy con gì nó kêu ở đây không? Nhà có thấy con gì kêu ở khu này không? Mẹ hiểu à. Nó che có 10 cái trái tim mà che đường này thì cũng cả nước biết. À, cô ơi, cho chú Hùng một lon được không? Đây, đưa hai lon đó qua cho chú Kinh với chú Đạt luôn. Tẩy đá đâu ta? Ủa, người ta cho mấy ly thiếu ly rồi. Này mới cắt tóc đi cả nhà. Chú ơi, còn thiếu mấy cái ly nữa. Đây nè. Chắc vẫn còn thiếu. Sợ ma không cụ. Ở đây vắng vẻ lắm cả nhà.
Đây kiểu la kê luôn hả? Bài hát quá hay đúng không? Giống cái dưới quê đúng rồi. Chào cả nhà. Mời cả nhà dùng tối. Rất là mới luôn. Ăn đi, tối đi. Đây nghe mấy cái tiếng kêu ở quê cái. Xa xa. Cô đi mô rửa, cô đi không biết cái vùng mô mà nước ngập này. Nướng thịt cho chú ngoại hả? Ok, 2 triệu nha. Có được lấy cho con năm rồi. Có 2 triệu. Cho hả, cho con hả? Mẹ ơi, tối nay mi bao à? Mi có tiền tối nay mi bao á? Mi nay hơi bị nhiều tiền đấy. Anh Ngương kêu đúng rồi, anh Ngương đó. Chào mọi người giỏi ghê. Mọi người nghe tí 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 ếch ọp với anh Ngương nữa cơ. Trời, hay ra. Mưa vừa tạnh nên có con nhái kêu đúng rồi. Chào. Là một loại tốt hơn nước chấm gì thôi. Đây coi chừng nó vô người là thúi rình đó nha, cứ ngồi lắc lắc gì đi. Thử miếng nó biết được. Không ngon không, không cay. Hôm bữa là chị năm nay cho mấy, hôm nay cho 12 triệu nó là đủ trả cái chồng. Hôm nay đá. Hôm nay đá. À con lấy đá hả? Đi ơi cho. Hôm nay chạy mà chạy xuống ruộng. Không ơi. Hôm nay chạy là chạy xuống ruộng. Ngay không có đường nào mà chạy đâu. Mi à, hôm nay Mi mà không đặt tiền là không có đường nào chạy hết ở đây xuống ruộng luôn. Không phải cho về luôn. Mi ơi, bà lấy tay lấy cho em viên con, lấy đũa này gắp cho con. Có à, hủ tiếu một cây đây nè, còn cụ cần con dâu luôn nè. Một giấy này 4-5 anh con trai đẹp trai người người luôn nè. Cả nhà ơi, cả nhà qua của báo family hả? Của báo family. Cả nhà qua của báo family xem like nha, điện thoại ra ngay sắp đi. Mi có số đó. Mi đã ở bên Mi à Mi? Cho chú cùng đã. Mọi người đang hỏi có muốn con dâu không nhỉ? Rất là muốn có cháu bé luôn đấy chứ không con dâu nữa. Bình luận hả? Ôi rồi. Còn... Không, mọi người chỉ hỏi cò thôi chứ không có làm gì hết á. Đâu có hỏi chú Hùng đâu. Còn nhỏ lên chưa đáp, còn lát xe nói chuyện với chị Lan Anh Châu. Gá quà cho con nha rồi. Hôm nay có người đòi gá quà cho con kìa. Quà quà. Có mấy tuổi mà cũng không tha nữa. Vui ghê. Cảm ơn. Cảm ơn cả nhà. Chạy sơ đốt dép rồi, cảm ơn. Cho làm luôn. Cảm ơn em, Kinh. Bye bye cả nhà nha. Bye bye nha. Rất nhiều cô chú đang anh chị đang gọi Mi ơi. Chú Hùng ơi. Cò ơi. Ôi sao con? Con chín chưa con? Sao con đừng cháy quá con. Lần đó. Con đây. Có 3 miếng. Tôm. Wow. Con tôm nhá. Ở nhà ăn tôm không? Tôm ngon ghê ha. Trời ơi cái cục này. Em ơi, làm cho chị một phần thịt bò này này nhưng mà không cay hết để cho bé ăn. Cái góc này nó hơi ngắn, được không nó chết cũng gần quá, chết nóng quá. Nhưng mà phải thay vị chứ đúng không? Thay vị. Thay đúng không? Thay này cứ bỏ nướng thôi. Ăn tôm đó. Anh có đang ăn tôm đó không? Chồng mấy bó tôm cho con đi. À, nhà nó con lấy tim rồi. Đưa vợ cầm cho, chồng bó tôm cho con. Ok.
tôm kìa. Có anh hả? Mình chú Kinh bóc cho. Chú Kinh bóc cho cháu con tôm ấy. Cho cò con tôm. Cho cu á. Ừ. Con đợi xíu mẹ nói cô làm cái không tay cho con. Chứ con có chàng chú. Trời ơi. Bắt anh ta lột tôm cho chắc. Đúng rồi. Hồi nãy mọi người đang nói là My nướng thịt bò cho Hùng ăn, rồi giờ Hùng bóc tôm cho My. Hùng ơi. Đúng rồi, bóc cho em một bóc cho em còn. À My không ăn được tôm. Đúng rồi. Trời ơi. My ăn tôm không được, My ăn tôm bị dị ứng. Ôi mà tôm này ăn được không My? Không. Không hả? Ừ. Đây. Ôi dạ. Không ăn được hả? My không ăn được tôm này cả nhà. Trời ơi. Chỉ ăn được thịt bò thôi. My ăn tôm này à. My ăn tôm này không được. Đúng rồi. Để một phần nữa là phần tập của Mai thích ăn thêm thịt. Thêm thịt đi. Chứ đừng quên nữa bà. Trời ngon hả? Ý là đúng rồi, mẹ nói con bóc á, con bóc cho em cỏ. Bóc gì thịt á hả? Bóc tôm nè. Này bóc cho em con tôm. Bóc cho em con tôm. Ba chay. Chay là cô mai. Sao? Cô tình đi. Cô chi pu. Mày nhắc cô ăn mình đi. Không đưa chi pu đi ăn gì đấy. Bóc dụng tôm cái. Con này là chi dân mà. Con này là chi tiền. Cả nhà đang hỏi là Hùng đưa chi pu đi ăn cái gì? Ui cò. Ui trời ơi má ơi. Cảm ơn em. Cái này là thay thay vị. Ôi chú Kinh cho cò kìa, chú Kinh nha. Chú Kinh nha. Cảm ơn chú Kinh. Ôi nóng. Em chơi anh. Nó vậy thôi. Nó bình tâm ngon. Chạy cho nuôi rồi. Anh Kinh đó kìa. Anh Kinh gì cô. Cho ba luôn cò. Cái bằng nè. Mai bỏ này xuống dưới đi cho nó đỡ. Mai bỏ anh Kinh đi. Bỏ ra nhà, không có vần gì cả. Mai ăn đi. My ơi. Một cây số là trúng 80 tỷ mai mua nhà. My My mua đi cho tặng cho mọi người một cái. Rồi cô báo trả tiền cho. My. My mua đi cho mọi người tặng mọi người một cái rồi cô báo trả tiền. Thích ông Hùng mua hả? Ông Hùng mua 5 cái là đủ rồi ạ. Thôi lấy luôn 10 tờ đi ạ. 2, 4, 6 12 tờ. Mình My 2 tờ. Còn mỗi người 1 tờ. Hùng ạ. 12, mua 12 tờ đi Hùng ơi. 12 tờ hả? Ờ. Cho My 2 tờ. Còn lại 10. Mỗi người 1 tờ. Ôi, có My Hùng nhớ đi. Có My Hùng dữ. Thấy chưa, nghe còn nói giờ 2 tờ đó là đủ một cái nhà đấy là còn phán thiên lắm nha. Đúng á. Có khi đúng đục đắc đó luôn đi. Xoay vòng. Mấy người có 1 tờ thôi. Để đây cho em. À, cây đúng không? Đúng rồi. Đây con đi rồi. Để gắp xuống đi con. Dưới chín. Chết rồi. Bên đây là nướng thịt là đem thu rồi đó. Ủa sao bên kia nấu trước nghiệp, nướng trước nghiệp vậy? Bên đây là đem cà phê rồi đó. Thịt sống mà. Thịt sống mà. Ok. Mi ơi, mày kêu đổi vị đi Mi. Nhìn này. Đổi vị. Cái này đang sống cho ăn được. Em thu luôn. Tôi bảo dễ thương, vâng cảm ơn. Nướng hết cái đó. Dạ cảm ơn Phương Bích Phượng, cảm ơn Thu, cảm ơn Ngọc Linh, cảm ơn Dâu Tây. Cái đổ vị bên này em ơn. À đúng rồi, nãy giờ cái cục này không ai lấy xuống này đó. Bỏ đây đó. Cảm ơn Cầu Vồng Sau Mưa, ngày nào em muốn tặng bông nè. Cảm ơn Mùi Mùi, cảm ơn chị Ngọc Lan Hồ này. Mùi Mùi, Ngọc chị Lan Hồ này. Cầu Vồng Sau Mưa tặng bông tốn tiền đó. Đã ăn được rồi.
em cảm ơn nhưng mà đừng tặng cho em, tặng cho em mày tốn tiền với các anh chị, để tặng cho anh Hùng với bé My đó. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Mai Trần. Lại chị Mai Trần. Chào chị. Vừa mua xong rồi chị gái. Vừa mua xong rồi. Mời cả nhà nướng nha. Nướng với lại... Mày không biết chữ rồi. Nướng cái giờ nó ra xe cái vỏ đó ăn nướng thơm lắm. Dạ cảm ơn các anh chị đã chúc đại gia đình nhà mình nhá. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dạ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Cho vào giữa nó nấu nhanh hơn. Nóng không? Ngày bốn chàng trai bên này là lên hình liên tục. Đây là anh Trí Dũng, bên là anh Kinh, bên đây là anh Đạt, còn đây là anh Cụ Ba, bên kia là công chúa kìa, đó mày dở đó. Tiếp theo là anh Cụ Đen, tiếp theo là anh Nam Anh Trí Anh chứ, là chị Diễm My, đây anh Cò à. Chị báo thủ. Cô Lan. Người đang cầm máy là cục báo. Thịt không cay con bỏ đi mà ít miếng thì chúng Bỏ cái loan đứng xuống đất đi con, cho nó đỡ vi phạm. Bạn nào uống hết nước ở trên bàn thì bỏ vào cốc đi cho bỏ xuống. Lấy tôm trong bát, chị anh còn con không? Con đâu có chị anh. Dũng ơi, con này còn chị ăn đi cho em đi. Đây. Ê, con này còn một con nè. Cái đầu. Để còn ăn không? Chồng ăn hả? Không, thì ăn đi. Chồng ăn thịt đi. Đây nè, thì ăn đi. Mày ăn thịt hả? Còn tự ăn hả? Mày ăn sữa ngọt nữa nha. Ủa, giới hạn độ tuổi ăn làm gì giới hạn độ tuổi ta? Nước ngọt. Coi chừng sập lai đấy chồng. Không, giới hạn độ tuổi á. Hồi nãy em nghĩ là mày xong sập lai đó, 10 phút sau đó. Giới hạn độ tuổi mà. Thì hồi nãy cũng giới hạn độ tuổi mà 10 phút sau. Bị vi phạm là nó giới hạn độ tuổi. Rồi, 10 phút sau sập luôn. Nó khóa luôn á. Nó khóa lại luôn. Tối Hùng bị khóa rồi nha. Thôi tắt đi. Tắt lại. Ăn uống thứ nhất là khói này, cái ly này kia nhiều.